Hello everybody. Okay, today I am going to introduce you about past progressive and past simple comparisons. Bà dùng mơ ở thay nít, nhóm nâng bà hà nhận học nế âm phi past progressive hay nâng past simple. Thật ta vì mình lạc đạc học nế dàng mất mà tàng dùng lúng, tàng ok, tập tư mặt này chứ mơ ở ha rồi cái xíu ha rồi cái xíu mình lúc pass nhà tập pass còn nhiều và ha rồi cái xíu and ha simple. But comparisons, chứ mơ khẳng đấy là khẳng khá simple, affirmative. Subject là vật thú, là vật thú, là đó, vật chỉ. Chấm từng rung đi, cứ từng rung sọt rồi bỏ hạt về xíu, hạt về xíu vì mình từng rung subject là verb rồi verb for verb là verb ing là object. Bà chúng mới tìm rõ tầng quy đó cứ liên lạc là khóc niên tìm tích tế. Nhưng mà khác past simple. Và past simple cứ subject plus verb to plus object. Bà chúng mới ưu tổ hồ là bằng với mấy example. Example C verse learning. C verse learning English. She was learning English. Chúng ta là chia tùm rung. Chia tùm rung là bác past progressive. Subject plus verb or verb plus verb ing plus object. She chia subject verb tùm rung một viên learning chia kê là sắp verb ing hoặc là English chia cam một bác chia object. Bà tập tế mau khang ở ni vinh khang ở passing for vinh she learned English bà learn is your pp đó learn bà thử lấy chỉ vật thù nếu mà biết pizza nếu mà biết pizza ấm pizza không lệ chỉ mới tụm rong tí pì tụm rong rồi bảo biết tí là một thú negative negative tại sai mà biết trước tụm rong tại sai mà biết cứ subject Thank you.
Nhi chia tùm nông bằng bóng. Hát rồi đấy, progressive. Subject plus verb over plus not plus verb ing plus plus of object. Chia tùm nông bạc và đề sai bằng bóng. Hát rồi đấy, progressive. Chứ mơ mau khang passive form này. Passive form subject plus need. Subject plus did plus not plus verb. Plus verb to plus plus object. Ta plus verb. Và plus verb plus object. Và chia ở lý thằng này cứ passive thằng này cứ chia tùm đúng là một khác về progressive. C was not learning English. C was not learning English. Và C was not learning English. Nếu các bạn nên sao vậy? Mà she was not learning English. Chứ mưa là thang passive thôi. She didn't learn in English. She didn't learn English. She didn't learn English. Ba. She didn't learn English. Ba. Mở cái verb tin mùi nữa. Cô yêu thở biết thở. Ba. Chia từ một bài sách. She didn't learn English. Nếu mình ban đến sao ông này thì ba. Chứ mơ tùm lông tiết bầy. Bà tùm lông tiết bầy. Chứ lúc còn đi mua cháu. Mất lần thứ mấy question không phải được sai và chỉ mới tập trung chọn phải được sai tập trung sâu sừng lúa nhưng do subject anh nhưng do verb or verb plus subject plus verb ing plus of object. Và như khi nó tùm rung xóm xong nua rồi bóp khác rồi cái progressive. Chứ mưa ta lơ tùm rung xong nua rồi bóp nhưng mưa tùm rung xong nua rồi bóp passing following nhưng dục đi plus subject plus verb. Verb nó cứ verb one á, verb plus up object. Và khang tùm rung bọc khang progressive chi tùm rung tùm nua sập dùng dùng verb rư của verb plus subject
ing plus up object. Khá khá simple. Như dục date và như dục date plus chỉ mùi nâng subject plus mùi nâng verb 1 plus nâng up object. Và những một ưu thế hồ Worth learning English. Worth learning English. Và những một ưu thế hồ mà biết Worth learning English. Và Worth learning English. Và ta liền bạn đi đi sao hao lệ đi. Và khang là khá simple. Did she learn? Did she learn? Learn is a verb thì mua đi nè. Did she learn English? Did she learn English? Bà chứ mơ tổng rộng bao vi khang khá simple. Dùng dục did plus subject plus verb 1 plus up object. Chứ mơ example did she learn English? Did she learn English? Bà chứ tổng rộng passive chứ ưu thơ hoa sắp passive passive pole. Chứ mơ khang past progressive verse or were plus subject plus verb ing plus up object. Were still learning English. Were still learning English. Chúng ta sẽ cảm ơn phép rồi bỏ present past progressive hoặc là past simple lắm. Vì mình lại còn lại khóc nên cùng đồng hồ viết mình lại còn lại khóc nên tịt tịt nhé. Lấy dụng châu từ đó lại còn lại ra rồi bỏ. Mà từ mươi dụng châu từ đó lại còn lại ra các việc tiếp từ lớp các bài tập là bài tập simple hơn là bài progressive hơn. Ta ta học nên mình ta mình lại lại học nên trong một class. Và chúng mơ ở tầng học này. Và comparison on your seat. Comparison on usage circumstances. Mà những mức cao viết thiết thì mức những cao viết thiết từ lưu các là phát bình rồi bỏ phát được cái siêu chỉ mùi lắm phát sinh khô lên phát ta vì mình lại còn là khóc nghe dạng mình nhé. Chỉ mùi tìm mùi là một mùa. Use the past progressive. But use the past progressive. Use the past progressive with the past simple. Past simple. Past simple tense. To talk about. But to talk about. To talk about. Earn absence. Earn absence. That was interrupt. That was in interrupted by another absence. By another absence. By another absence. Use the past progressive with the past simple tense to
to talk about an action that was interrupted by another action. Chứng progressive chỉ muốn là passive tense. Đặc biệt như em P sẽ cầm một phim đai để nó cắt sạch cái đầy đói sẽ cầm một phim xe mũi mũi tiệt vì nó cắt đói sẽ cầm một phim xe mũi mũi tiệt. Chứng mà dù qua hai một cái siêu chỉ muốn được phát sinh khó cứ về cứ bằng 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 chạy ẩm phí sẽ cầm một phim mũi nó cắt đói sẽ cầm một phim mũi mũi tiệt. Và được cắt cắt mình là được cắt dịch đấy bởi vì cái một cắt dịch vì mình là cảm thiệp mũi màu cắt vì màu và ạ từ cảm thiệp mũi tiệt. Use the passive tool tense for the interrupting action. Và use the passive tool use the passive tool use the passing pole use the passing pole use the passing pole tense for interrupting action. Và mình đây thay dương thở phát sinh phố sân xử mẹp mở cắt sẽ cắt một phía mũi mùi tiệt. Mình đây dương phát sinh mẹp cắt sẽ cắt một phía mũi mùi tiệt. Phương sẽ cuốn chứ mũi tiệt hò. I was crossing the street. I was crossing the street. Street when the driver went the driver